Đại sư Hư Vân viên tịch ở tuổi 120, di ngôn đến nay vẫn chưa ai hiểu được. Được mệnh danh là Trung Hoa đệ nhất cao tăng, cuộc đời của Hư Vân đại sư chứa đầy những huyền thoại. Dù đã viên tịch hơn 60 năm, nhưng ông vẫn được xem là một tấm gương sáng của Phật giáo. Trong giới Phật giáo Trung Hoa, có bốn vị đại sư rất nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Đó là Hư Vân đại sư, Thái Hư đại sư, Hoằng Nhất đại sư và Ấn Quang đại sư. Trong đó, đại sư Hư Vân thọ 120 tuổi. Ông đã trải qua 4 triều đại và sở hữu 15 đạo trường trong đời, và có vai trò rất lớn đối với sự phục hưng của Tiền Tông và Phật giáo Trung Hoa hiện đại. Câu chuyện xuất gia của Hư Vân đại sư. Đại sư Hư Vân sinh ra ở Tuyền Châu, Phúc Kiến. Mẹ của ông đã ngoài 40 tuổi mà chưa thể có con, nên đã đến miếu Quan Âm cầu tự. Theo hồi ức của cha ông, vào một đêm trước khi mẹ của người mang thai, cha và mẹ ông đã cùng mơ thấy một trưởng lão đầu đội Quan Âm đang cưỡi trên một con hổ. Sau đó thì họ liền giật mình tỉnh giấc. Cả hai người đều tin rằng con của họ sau này sẽ là một đứa trẻ phi thường. Tuy nhiên, trong lúc sinh ra Hư Vân đại sư, mẹ của ông đã qua đời vì băng huyết quá nhiều. Theo dân gian truyền lại, vì đại sư Hư Vân sinh ra chỉ là một bọc thịt, nên mẹ của ông sau khi nhìn thấy đã sợ hãi và ngất xỉu tại chỗ. Bà mất máu quá nhiều và qua đời. Đại sư Hư Vân được người vợ lẽ trong nhà nuôi dưỡng từ khi còn bé. Vì là đứa con cổ tự duy nhất trong gia đình, nên mọi người đối xử với ông rất tốt. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, từ nhỏ Hư Vân đại sư đã rất thông minh. Ông có khả năng học và ghi nhớ rất nhanh, nhưng ông vẫn cảm thấy không hài lòng và muốn học hỏi nhiều hơn nữa những điều mới mẻ. Năm 17 tuổi, trong lúc gia đình đang cử hành tang lễ, ông nhìn thấy một nhóm nhà sư đang hành lễ và đột nhiên cảm thấy tràn đầy mong muốn được giống như họ. Cuối cùng, ông đã tìm được thứ mình muốn theo đuổi. Kể từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu Phật Pháp mỗi ngày. Nhưng những kiến thức mà ông học được từ sách không thể đáp ứng nhu cầu của ông ấy. Đại sư Hư Vân đã đi vào con đường tu tập Phật Pháp bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Ông thậm chí còn muốn đến được vùng thánh địa Phật giáo, vì chỉ có ông là người con độc nhất. Nên lúc đó, để ngăn đại sư Hư Vân quy y cửa Phật, cha của ông ấy đã đặc biệt sắp xếp cho ông một cuộc hôn nhân cùng hai cô gái là Điểm Thị và Đàm Thị để giữ gìn hương quả. Tuy đã kết hôn, nhưng đại sư vẫn giữ trai giới, thân tâm thanh tịnh và thường giảng Phật Pháp cho hai người vợ ấy cùng nghe. Một năm sau, Hư Vân đại sư đã từ bỏ cuộc sống hiện tại để đến chùa Dũng Tuyền vào một đêm tối để xuất gia và đặt pháp danh cho mình là Cổ Nham. Nhưng Hư Vân đại sư cảm thấy rằng việc làm của mình xấu hổ với cha mẹ, đã phụ lòng họ khi bản thân là con trai độc nhất. Để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của họ, ông đã đi từ núi Phổ Đà đến núi Ngũ Đài để cầu siêu cho cha mẹ, phát nguyện thực hành tam bộ nhất bái. Chuyến hành trình này mất đến 23 tháng. Cuộc đời tu hành của Trung Hoa đệ nhất cao tăng. Sau khi tu học trong chùa hơn 30 năm, ông cảm thấy vẫn chưa đủ vì trong chùa không thể giúp ông hiểu hết về đạo Phật. Vậy nên ông quyết định sẽ ra ngoài du hành và nghiên cứu Phật Pháp trên khắp đất nước, lấy việc học Phật giáo làm mục tiêu cả đời. Trên con đường bôn ba của mình, Hư Vân đại sư vừa học Phật Pháp vừa hoằng pháp. Điều này có nghĩa là tuy ông theo đuổi Phật Pháp nhưng cũng không quên giúp đỡ bách tính trong thiên hạ, lấy lòng từ bi đối đãi với thế gian. Hư Vân đại sư đã một mình ngao du nhiều nơi, mặc dù đã trải qua vô số khó khăn nhưng ông vẫn không ngừng khát khao tu hành. Vào một đêm tháng 12, vì lúc đó đã quá muộn nên đại sư Hư Vân chỉ có thể qua đêm trong một túp lều gần đó. Điều không ngờ là đêm đó tuyết rơi dày đặc chặn mất lối ra, trong lều lại không có thức ăn. Mãi đến ngày thứ 6, Hư Vân đại sư cuối cùng cũng không thể chống cự mà ngất đi. Nhưng may mắn là ông đã được một người ăn mày đi ngang qua phát hiện và cứu sống. Đại sư tin rằng người ăn mày này là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát. Có lẽ tình yêu sâu sắc của đại sư Hư Vân đối với Phật giáo đã khiến Bồ Tát cảm động. Quãng thời gian du hành của Hư Vân đại sư cùng lúc với thời đại chiến tranh liên miên khiến dân chúng lầm than. Trên đường đi, đại sư cũng gặp nhiều người dân lưu lạc và mặc dù cũng thường phải ngủ ngoài trời, nhưng ông luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Một lần Hư Vân đại sư đi ngang qua một nơi và biết được rằng có thổ phỉ muốn chiếm đóng ngôi làng địa phương. Ông đã chủ động thuyết pháp và khai thông tư tưởng của bọn thổ phỉ, cứu dân làng khỏi thảm họa.
Hư Vân Đại Sư cũng thành lập Phật đường ở nhiều nơi và tự tay bồi dưỡng một số người có năng lực. Chính vì điều này, Đại Sư đã được người đời phong cho danh hiệu Đệ Nhất Cao Tăng. Vào cuối triều đại nhà Thanh, Từ Hy Thái Hậu trên đường chạy trốn và đã đưa theo Hư Vân Đại Sư với hy vọng có được sự bảo hộ của ông. Trên đường chạy trốn, Hư Vân Đại Sư nhìn thấy khắp nơi đói khát, thi thể chất chồng. Thậm chí có nhiều người còn bán cả con mình để lấy cái ăn, nên ông đã xin Từ Hy Thái Hậu mở kho phát lương thực cho người dân địa phương. Nhưng không ngờ lại bị Từ Hy Thái Hậu từ chối. Trong cơn tuyệt vọng, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vận động các thương nhân giàu có ở địa phương, giúp đỡ các nạn nhân và cống hiến chút sức lực ít ỏi của mình cho người dân địa phương. Trong những lúc trận chiến diễn ra hết sức tàn khốc, Hư Vân Đại Sư đã đọc kinh hàng ngày để cầu nguyện cho binh lính được bình an, đồng thời quyên góp tất cả tiền và lương thực tiết kiệm được cho quân đội. Cũng chính vì điều này mà người đời biết rằng Đại Sư Hư Vân có tấm lòng quan tâm đến chúng sinh. Không chỉ như vậy, Đại Sư còn sống một cuộc sống rất tiết kiệm, chưa từng phàn nàn về việc ăn uống. Bất kể đồ ăn có ngon hay không, ông cũng đều coi trọng từng món ăn, ăn uống vô cùng thanh đạm. Theo ông, một người trong đời này ăn bao nhiêu cơm, mặc bao nhiêu đồ đều là số mệnh đã định, vậy nên phải quý trọng. Nếu không biết trân quý thì thật lãng phí một đời người. Cả đời Đại Sư Hư Vân cũng chỉ có một bộ quần áo, trời nóng thì cởi áo khoác, trời lạnh thì mặc vào. Cứ như vậy, ông đã vá đi vá lại và mặc chúng. Vị Trung Hoa đệ nhất cao tăng này không quan tâm đến sự sống và cái chết, cũng không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài. Đây chỉ có thể là ranh giới cao nhất của tu hành. Cho dù bị lính Tây chĩa súng vào mình, tâm ông vẫn không hề lay chuyển. Ông còn nói, nếu như ông được sắp đặt phải bỏ mạng tại đây, thì xin hãy cứ bắn. Thái độ thản nhiên như vậy thực sự khiến bọn lính sững sờ tại chỗ. Người đời công nhận rằng ít người có thể sánh ngang với trình độ tu hành của Đại Sư Hư Vân. Vào một đợt cuối năm gió tuyết bao phủ dày đặc trên núi, Hư Vân Đại Sư bắt đầu nấu một nồi cơm và ngồi thiền bên cạnh bếp lửa. Cho đến khi năm mới, những ẩn sĩ gần đó đến chúc Tết Đại Sư Hư Vân, nhưng họ không tìm thấy ai. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, họ thấy rằng Đại Sư Hư Vân đang ngồi thiền và hỏi ông đã ăn cơm hay chưa. Đại Sư đáp rằng cơm vẫn còn trong nồi, chắc đã chín rồi. Khi họ mở nắp nồi ra thì phát hiện cơm trong nồi đã đông cứng như đá. Đại Sư Hư Vân đã trải qua quá trình tu hành của mình trong một thời tiết đầy mưa gió và bão tuyết. Vào năm 1951, lúc đó Trung Quốc vừa được giải phóng. Thời cuộc còn loạn lạc, những cán bộ địa phương và dân quân đã bao vây chùa Vân Môn, bắt giam tất cả các nhà sư trong chùa và dùng thanh sắt đánh đập họ, buộc họ phải khai ra nơi cất giấu vàng bạc, châu báu trong chùa. Một số nhà sư già còn bị đánh đến mức gãy xương sườn. Đại Sư Hư Vân sau khi nhập thiền cũng bị đánh nhiều lần mà không hề hấn gì. Những tên cán bộ và dân quân cảm thấy kỳ quái, liền không dám đánh nữa. Cho đến khi sự việc này truyền ra ngoài, các nhà sư của chùa Đại Giám đã hợp nhất với các đồng môn từ khắp nơi trên thế giới để giải cứu Đại Sư Hư Vân. Trong mấy năm cuối ở chùa Vân Văn, Đại Sư vẫn giảng giới mỗi ngày. Năm 1959, Hư Vân Đại Sư cảm thấy vận mệnh của mình đã cạn, nên nói với tất cả đệ tử rằng ông rất biết ơn sự học tập Phật giáo của mọi người và sự tín nhiệm giao phó cho ông làm thị giả. Sau khi ông viên tịch, nhất định phải hỏa táng và rắc tro của ông xuống nước để hòa cùng với cá dưới nước. Hư Vân Đại Sư cũng phó thác họ phải tôn trọng Phật Pháp và luôn duy trì ý định học Phật giáo như lúc ban đầu. Đại Sư Hư Vân qua đời vào ngày 13 tháng 10 cùng năm. Trước khi mất, ông đã để lại một chữ giới trong di chúc, khiến mọi người phải suy nghĩ và học tập. Sau khi tổ chức tang lễ và cử hành trả tỳ, thu được hơn 100 viên xá lợi tinh khiết, đủ màu sắc, như minh chứng cho cuộc đời tu tập chứng ngộ, công hạnh diệu kỳ của Đại Sư. Hư Vân Đại Sư đã sống 120 năm trên đời, và cuộc đời của ông chứa đầy những huyền thoại. Cho dù đó là trên đường tu luyện hay đối mặt với sự đau khổ của người dân, tấm lòng từ bi chân thành của Đại Sư Hư Vân lại càng không gì sánh bằng. Những đóng góp mà ông đã làm trong cuộc đời này luôn được mọi người ghi nhớ mãi mãi. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.